Tuổi thơ là một thứ kỷ niệm vô cùng đẹp đẽ mà mỗi người đều muốn được quay về. Đó là dòng nước mát lành nuôi dưỡng tâm hồn trong trẻo, là hành trang ta mang theo để mỗi lúc mệt nhọc lại đi tìm về những đoạn hồi ức bình yên. Thời thơ ấu của tôi gắn liền với những ngày nắng đẹp, với những âm thanh vui tai của chim muông, những đồi cao nguyên đầy gió, là tiếng xào xạc đều đều ngoài sân mỗi sớm mai, là khoảng sân và góc trời mà ở đó cha tôi lại bắt đầu một ngày làm việc bằng tiếng máy cày ồn ào thân thuộc, và hơn cả là mùi thơm nồng đượm của những hạt cà phê. Đất trời Tây Nguyên bao la hùng vĩ, với bạt ngàn nương rẫy và đất đỏ Ba Gian màu mỡ đã bao bọc tôi, nuôi nấng tôi cùng cây cà phê từ những ngày non nớt cho đến khi đơm hoa kết trái. Một cây cà phê phải cần đến 3 năm để cho ra hạt chắc khỏe và đỏ au, thì cũng cần đến chừng ấy ngày tháng chăm bẩm, trông nom, lo lắng và hy vọng của những người nông dân. Đối với người Tây Nguyên chúng tôi, cây cà phê là nguồn sống, là tâm huyết, là thành quả của những ngày đổ mồ hôi và niềm hân hoan trên khuôn mặt của người nông dân mỗi vụ mùa về. Và đối với cha mẹ tôi, mỗi hạt cà phê là vì tương lai tốt đẹp hơn cho chính tôi và cả gia đình. Những mùa vụ cà phê ấy qua tháng năm đã nuôi tôi lớn lên và trưởng thành trong đất trời Tây Nguyên. Thế nhưng, như những đứa trẻ khác, tôi tìm đến Sài Gòn, miền đất hứa với những phồn hoa thành thị và những khát khao, hoài bão của tuổi trẻ. Thành phố nhộn nhịp và tất bật với tiếng còi xe và guồng quay của công việc. Và mỗi lúc mệt mỏi, lại nhâm nhi một tách cà phê. Khoảnh khắc đó là lúc tôi nghĩ về mình với hình ảnh quê nhà và đất trời cao nguyên nắng gió. Trong tôi lại đau đáu một ước muốn làm giàu cho quê hương từ chính cây cà phê nguyên sơ và những đôi bàn tay của người nông dân nơi đây. Để rồi, tôi quyết định trở về với mảnh đất tuổi thơ của mình. Lần trở về này, Tây Nguyên vẫn đẹp đẽ và mỉm cười đón chào tôi với rừng cà phê bạt ngàn. Những hạt cà phê với bàn tay tảo tần của những con người nơi đây vẫn như lúc ban đầu, vẫn đỏ mộng và tinh khiết như nụ cười của con người nơi đây, với mong ước trồng nên những cây cà phê chất lượng nhất, tốt nhất từ những cánh đồng này. Cha mẹ tôi, người nông dân quê tôi và tôi đã nỗ lực nghiên cứu nhiều hơn và học hỏi nhiều hơn để cho ra đời những hạt cà phê thơm ngon và đậm đà nhất. Tất cả chỉ với một mong muốn là những hạt cà phê đắng đang ngày ngày được chăm sóc, được uống đầy nắng, đầy gió và tâm huyết của chúng tôi sẽ len lỏi khắp đất nước và đến với những con người yêu thương vị nồng lượng này trên khắp năm châu. Với kinh nghiệm trồng cà phê từ bao nhiêu thế hệ đi trước, cùng kiến thức mà tôi đã tích lũy được, Rubin đã ra đời. Ở đó, mỗi hạt cà phê đều được nâng niu cho đến khi chín mọng, được phơi và rang xay cẩn thận, tỉ mỉ để cho ra sản phẩm mộc mạc, đúng điệu của người Tây Nguyên. Uống Rubin, bạn đã uống cả nắng gió của đất trời Tây Nguyên.